Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của Phương Phong. Thì hôm nay tôi và anh em tiếp tục quay trở lại series đoán đúng trọng lượng để nhận được phần thưởng. Lần này cũng giống như lần trước thôi các bạn ạ, đơn giản như vậy. Rồi các bạn ơi, thì phần 1 tôi ăn chắc rồi, thì phần 2 này tôi lại ăn chắc tiếp. Vinh với Phong tuổi gì? Tôi đoán trọng lượng rất chuẩn nha các bạn, vì tôi có mấy chục năm trong cân ve chai cơ các bạn ạ. Rồi. Rồi các bạn ơi, phần 1 thì tôi chưa đi chợ bao giờ. Phần 2 tôi vẫn thế các bạn. Khả năng tôi vẫn là người thua thôi các bạn. Rồi các bạn ơi, tiếp tục tôi vẫn là trọng tài nha các bạn nhé, người cầm cân lẩy mực nhé, để đong đo cân đếm cho tất cả các thí sinh. Ví dụ mà quả mà 1 lạng thì tôi bảo là lạng 1 đấy. Thì nói chung như thế, hôm nay tôi vẫn là người cầm cân lẩy mực và để cho mọi người là quyết định đúng hay sai. Rồi rồi các bạn ơi, trời hôm nay thì đang nóng nhá, đấy mọi người đang là quay video giữa trời mùa mùa hè đấy. Thì đây là cái phần thưởng cho vòng 1 nhá, kem này Rồi. cho mỗi người ngửi tí. Thơm Thơm, không? thơm, thơm. Cháu không phải người đang làm, cháu chả được ăn. Đầu tiên là chúng ta sẽ đoán chiếc cốc này nhá các bạn nhá. Rồi. Đấy. Em ơi, rồi đoán đi em. Rồi. Và khối lượng là chúng ta quy định là gram nhá các bạn nhá. Ý nhóm gì? Sao để xem mình không biết số luôn này. Thôi. Đấy, cái này khoảng bao nhiêu gram thì mọi người nhìn xem. Tôi đã xong các bạn ơi. Rồi. Ok nhá. Rồi tất cả mọi người cho đáp án cho khán giả cùng xem nào. Rồi. Của Côn thì là 130 gram, của Phong là 450 gram và của Vinh là 300 gram các bạn. Đó. Rồi. Thì khả năng tôi nghĩ là Phong hai cái cốc được 1 cân thông minh Côn, ấy. Của Côn may ra đúng. Rồi, bây giờ chúng ta thử cân đi nhá. Rồi. Rồi. Như vậy là cái cốc này của chúng ta là 250 gram. Thế thế là cháu 250 gram thì là em, người gần nhất à? Cháu gần nhất thì cháu, là sẽ cháu. Là Vinh Tiền Nẻ các bạn. Rồi, Tiền Nẻ nhá. Rồi. Đấy, đấy rồi. Xin chúc mừng Vinh nhá. Ô thế nào, tôi đã chưa đi chợ bao giờ mấy đâu mà hôm nay cân đẹp thế kìa. Rồi. Rồi chúc mừng em. Rồi em có cần bóc không? Có, bóc ra đi bác ơi. Đây em ơi. Ui. Em đấy là em đong lâu rồi. Ui. Cái cốc này mà lặng thế thì các bạn nhỉ. Rồi, thôi các bạn ơi. Ui. Đi đừng đấy thôi. Ngon thế kìa. Rồi. Tôi ăn kem các bạn nhá. Giờ kem chuẩn lưu của các bạn, tôi mút. Được chưa? Thành không? Sau này anh ấy giống như Vinh rồi. Lần này đâu có cân cái bé tí mà cân 450. Rồi, xong rồi. Ngon kìa. Rồi vứt xuống đất đi em ơi. Rồi các bạn này, cái vòng đầu tiên kem đấy tôi thèm quá mà tôi đoán sai các bạn ạ. Đợt trời đang nắng muốn ăn kem này nó giải khát thế mà đoán lệch. Rồi. Đợt này không hiểu sao tôi đoán giống như nhật trước. Đợt này có độc cốc hơn 200, tôi đoán tận 450, gần gấp đôi cốc. Còn cái mỗi tôi, tôi thế nào hên xui. Cất tôi đỏ ra các bạn. Thế nào ăn chặt cái kem mát hết ruột các bạn. Rồi các bạn ơi, thì là vòng 1 là Vinh Tiền Lẻ là người chiến thắng nhá. Rồi từ sang vòng 2 thì mọi người, tôi cho mọi người ăn ít lương khô. Ui giời. Đấy, giờ trời đang nắng ăn lương khô để cho nó khát nước nhá. Đây cũng như là phần thưởng nhá. Và bây giờ vật để chúng ta đoán khối lượng đó chính là một chiếc điện thoại iPhone X. Rồi. Đấy. Dính ít kem vào nhá. Cái đó. Rồi. Đây, chiếc điện thoại iPhone X nhá. Rồi. Đó, mọi người đoán đi. Rồi. Đoán thế nào nó phải sẽ gần gần một tí Phong ơi. Hai cốc được 1 cân thì ai dò đoán được em. tôi nhìn kết quả tôi buồn cười quá các bạn. Rồi, sao chưa? Mời mọi người cho các bạn xem kết quả là. Rồi, tôi của là Côn là 220 gram, tôi của Phong là 400 gram, của Vinh là 500 gram. Rồi, tôi ăn chặt các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cân nhá. Cân này tôi nghĩ là nó nặng lắm các bạn. Rồi. 208 gram, như vậy là Côn là người gần với đáp án nhất đấy các bạn nhá. Rồi, xin chúc mừng Côn. Ơi là ăn này lưng khô luôn đi cho nó nóng đấy. Nhưng mà cái phần thưởng lần này kiểu nó không hợp lắm các bạn ạ. Em nhờ cho anh, em nhờ cho anh đấy. Không sao, đằng nào tôi được phần thưởng. Rồi ok. Ăn đi cho khát nước. Ai, ăn em đi. Ăn đi cho khát nước anh cô này. Ăn hết đi anh cô nhá, cho khát nước đi. Tiêm nước à? Không tiêm nước, ai cho tiêm nước? Tiêm. Em cố ý đoán sai đấy. Thật. Vậy em giả vờ đấy. Cố lên cô đi. Cố lên. Thấy chưa? Các bạn ơi, vòng vừa rồi là Côn là người chiến thắng nhưng mà ăn được vật phẩm được nào lại vẫn mặt nhăn lắm các bạn. Đấy. Thì
Thì là bây giờ vòng tiếp theo, tiếp sữa. Đây là cà phê sữa đá đấy các bạn nhá. Đây là phần thưởng. Rồi. Và vật phẩm cần mọi người đoán trọng lượng đó chính là một chiếc cà lê. Rồi. Cà lê. Đây cái vật dụng này thì quá quen thuộc với mọi người trong đời sống của chúng ta đúng không? Rồi. Vật dụng này không chỉ làm thôi mình phải che đi. Em ơi, anh quay đâu nhìn tí. Tuần này mọi người đã đi nó khoảng mấy cân? Tôi mà dự đoán cái này tôi đoán 5 cân nhé các bạn nhá. Đây là 5.000 gram. Rồi, tôi xong rồi. Nặng thế á? Ui, nặng thế á? Ăn cái lương khô nó dính hết là răng các bạn ạ. Rồi, xong hết chưa? Rồi, mọi người cho đáp án đi. Đây. Của Côn là 680 này. Của Phong là 500 gram. Của Vinh là 150. Nhẹ hơn cả cái điện thoại của Vinh, nhẹ hơn cái điện thoại. Bây giờ chúng ta phỏng vấn Vinh tí này các em ơi. 150 gram thì em ơi, em đây thì cái này làm bằng nhựa. À ừ, tôi cứ tưởng bằng nhựa các bạn ạ. Rồi. Rồi. Còn Phong em nghĩ gì vậy, 500 gram em? Nặng hơn điện thoại tí. Nặng hơn điện thoại tí. Rồi. Đùa của mọi người kém. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án này, biết ngay này. Rồi, như vậy là 668 gram. Côn đoán rất chính xác nhé các bạn nhá. Tiếp tục. Đây, Côn vừa được lương khô bây giờ lại được sữa tiếp này. Đấy các bạn ơi. Không, vừa tôi được lương khô nó vẫn chưa nhuốt hết, chúng bây giờ uống cái nước lại vào thì nó mới trôi xuống dưới ạ. Cái này quá hay rồi. Thì đấy các bạn, tôi ngay từ đầu tôi đã bảo rồi. Tôi có mấy năm kinh nghiệm cân đồ ve chai đồng lét rất vụn mà lại bọn này tuổi gì. Thôi, uống sữa nào. À, ngon quá các bạn. Đang khô cổ. À, rồi. Tôi đã lưng khô rồi, khô. Đến được à? Ừ. Rồi giờ chúng ta sẽ đến một ấy. Rồi. Cân cả đĩa hay cân đầu củ tỏi? Đần được mỗi đĩa mà. Ừ, cái này là như rồi, rồi các bạn ơi. Tôi nghĩ là cái trò này mà Côn mà không chiến thắng thì hơi buồn thật. Bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề cân đong đo đếm rồi, bây giờ mà không thắng được Phong với cả Vinh. Một người thì không đi chợ bao giờ, một người thì chuyên về chó, chả liên quan gì đến cân đong đo đếm. Và phần vòng tiếp theo là chúng ta sẽ cân cái hình phạt nhé các bạn nhá. Đây là cái củ tỏi là hình phạt này, mà vật chúng ta cần đoán khối lượng nó là một chiếc đĩa nhé các bạn nhá. Rồi, mọi người nghe đi. Đây không phải nhựa đâu. Rồi. Đây là bằng sứ nhé các bạn nhá. Đấy, đất lung đấy. Sứ là bây giờ tầm bao nhiêu cân nhỉ? 2 cân. À, bao nhiêu nặng nhỉ? 2 cân, 2.000. Rồi. Rồi, thằng này quay bài lắm. Rồi, bạn ơi, tất cả cùng cho mọi người xem đáp án ạ. Của Côn là 250 gram, của Phong là 200 gram, của Vinh là 100 gram. 100 gram thì hơi nhẹ mà. Nếu mà nếu 100 gram thì cái này nó không có đáy em ạ. Ừ, nó bỏ coi như là mình xiên được tay qua này này. Để cho đông vào. Rồi nhá, bây giờ chúng ta cùng đến với cái đĩa này nhá. Nhiều. Nhiều ngay mà. Đó. 226 gram, như vậy là... 200... 200... Anh Côn. Anh Côn. 226 mà. Đây là 226 là anh Côn. Cháu có 24. Cháu kia là 250 đúng không? 50 mà. Cái này 226 Phong cách có 20 gram. Chọn thế cháu. Anh Côn cách có 24 bác bị tử tệ. Cách 24 bác mặt trọng tài là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cách cái gì? Bác mặt trọng tài. Cách cái gì? Bác mặt trọng tài nhá. Đúng chưa? Rồi, các bạn ơi. Làm chuẩn xác vào đến lúc người ta. Xong rồi thay giám khảo đi em ơi. Để anh làm giám khảo cho. Rồi các bạn ơi, thì cái đĩa của chúng ta là 226 gram nhá. Côn là 250. Phong là 200. Như vậy cân đong đo đếm thì là Côn là người gần đấy nhất nhá. Rồi, Côn này là người chiến thắng rồi nhá. Rồi. Còn người xa nhất đó là Vinh này. 100 gram thì em ăn tỏi đi này. Ăn đi. Lấy không. Một tép thôi. Em ăn tép thôi. Đớm hết vào. Ngon nhỉ. Điên nhỉ. Yeah. Tôi đỏ đúng là cái đợt đầu tiên. Em ăn được phần thưởng thì sướng, thì anh đã được cái gì đừng không? Đừng có kem, chảy nước rồi. Đây cái này. Đây phải từ đâu? Nó từ mày được, người ta tao là idol lớn rồi. Ờ, tôi ăn đi nhá. Cái phần thưởng này tôi sẽ cố gắng, rồi mắc là nói đi, quay anh nhá.
Vậy tiếp theo đây là phần thưởng nhá, đây là sữa chua này. Đấy, nhưng mà vật phẩm cân là cái vật gì? Phần ui, bát to lắm. Bát này. Đấy, mọi người nghe đi mà đoán. Rồi này cho biết. Ok. Rồi. Rồi các bạn ơi, lần này phần thưởng là sữa chua, lần này tôi sẽ cố gắng chiến thắng để ăn sữa chua nhá, ăn sữa chua cho da rẻ chúng tôi nó hồng hào hơn là chút rồi. Không bình thường rồi nó đen xám đen xịt rồi các bạn. Lần này tôi sẽ cố gắng chiến thắng nhé. Rồi. Anh cô đây, anh ngại cả ăn một tạ sữa chua cũng không đen được, à không trắng được. Đấy. Không đen được là tức là trắng được phải không Minh? Được. Rồi rồi, mọi người đoán đi. À, cái tô đấy hả? Không phải nhanh lắm. Điên nữa nhanh gì? Em ơi, sao em toàn nhìn rồi. Bên anh? Đâu mọi người rơi ra nào? Xem đáp án nào? Của côn là 600g. 920 của Vinh là 900, bây giờ chúng ta cùng đong cái bát này lên nha. Nhiều. 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 Và cô lại thắng rồi. 720. Đấy, nó cứ nhảy 724, 720 thì nói chung là cô này. Cứ nhảy sai sao? Cứ thắng nha gọi nha. Sai cái gì? Rồi các bạn ơi, vậy tôi là lại một lần nữa tôi gần nhất nha. Sau thì tận 920 của Vinh thì 900, của tôi là 600. Được. Tôi lại là người chiến thắng rồi đấy, tôi đã bảo mà. Thế cái bát đấy bao nhiêu? Bát đấy 700. Em mà cách xa 200 anh ơi. Các bạn nào? Nó chỉ ngang bằng cái cà lê của nó. Ui, ngọt quá các bạn ạ. À. Tao thắng một cái thì kem đi. Không. Không thì còn chưa cái nào nữa. Em ơi, anh không thưởng không phạt. Ngọt quá các bạn ạ. Bác bảo là còn sữa chua cho phần thưởng sữa chua tiếp đi. À. Anh côn đi sữa chua cái đầu ngón tay vẫn phải mút các bạn ạ. Mút chứ, tại vì ngon quá hơn rồi. Đấy, rồi bắt đầu rồi này. Từ nãy côn thắng nhiều quá các bạn. Đây các bạn, vẫn là màu trắng giống màu sữa chua nhá, nhưng mà cái này là không phải để ăn mà hình phạt này để chát lên mặt cho nó trắng mặt để dưỡng dai đấy các bạn nhá. Đây là hình phạt đấy. Rồi và rồi cân là cái gì, vật phẩm chúng ta cần đoán khối lượng đó chính là bát nhỏ. Rồi, cho bát nhỏ này khó cơ. Ít thôi em, gần như là nhỏ nhất rồi. Nhỏ nhất. Nhìn thế. Không, cái này nếu tôi đoán thì chắc phải tầm mấy chục gram. Rồi, tôi xong luôn rồi. Vinh cũng nhìn. Tôi thì xong rồi. 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 Bây giờ em không phải che đâu, bọn anh viết xong rồi thì rồi Vinh gạch một số 0 rồi mà tức Vinh là còn 100g nữa các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ chấp nhận cho đáp án của Vinh là 100g. Đúng rồi, đây tôi gạch thì tôi sai một số 0. Bây giờ chúng ta cùng đến với cái đáp án chính xác nhất của cái bát này nhá. Cái bát này là xấp xỉ 168g. Đấy, như vậy là Phong là người chiến thắng rồi các bạn ơi. Anh côn sai nhất. Côn sai nhất là ăn. Côn là sai nhất rồi. Ừ, sai nhất đâu. Đấy. 240. Sai nhất là sai nhất. Em nghĩ là 100 hả? 100. Kia là 100. Cái này là cách không 6 mấy. Kia là hơn bao nhiêu. Bây giờ lần này tôi sai đấy. Thôi các bạn ạ. Quay tôi đi. Cố tình sai để tôi thua một lần để cho hai thằng này. Để cho các bạn đứa mắng hai thằng này nó tồi tệ, hiểu không? Rồi. Tôi vòng nào thắng thì mất công các bạn là bảo hai thằng này nó tồi tệ. Phải đâu anh. Hiểu không? À, không phải đâu. Không phải đâu anh. Anh bị thua thì là đúng rồi, anh đoán đúng rồi, giờ thua đúng. Rồi các bạn hình phạt cho tự con xử lý này. Tự ra đi. Úp vào, lý vào. Rồi, rồi. Thôi để y nữa anh ơi, đừng đi rửa. Mắt chọc gì. Rồi, được. Để đi nước khó. Để đi nước khó quá ạ. Ra cái đấy, cái gì. Rồi, các bạn ơi. Kiểm răng ạ. Côn, tôi nghĩ là từ đầu giờ côn chiến thắng nhiều mà đến vòng này mà đoán lệch xa thế. Chắc khả năng thả cho hai thằng em rồi, phải thương hai thằng em rồi làm lôi để quay video. Đấy. Bây giờ nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với phần thưởng, nó là một chai nước các bạn nhá. Rồi. Đấy, và phần phẩm chúng ta cần đoán đó là một cái tip kia đánh răng. Bé đi. PS. Rất là nhỏ. Bé này thì biết bao nhiêu gram? Rồi. 1000. Mày kia cái này đơn giản, cái này nó hơi nhỏ thôi. Rồi. Rồi. Không hoàn toàn không nhắc nhá. Toàn nhắc cháu Vinh mà. 50. Thank you.
Rồi, ba thí sinh của chúng ta đã có đáp án hết rồi các bạn nhá. Rồi, giờ đây xem nào. Của Côn là 70g à? Nhiều thế. Rồi, của Phong là 30g, của Vinh là 20. Rồi. Đấy. Thì bây giờ các bạn thử comment là bây giờ sẽ ai sẽ là người chiến thắng nhé. Nghĩ Phong rồi mình 70 nhiều bây quá. Bây giờ mọi người thử nghĩ ra ai là người chiến thắng. Em là người cháu Vinh, nghĩ... Vinh 20 là chỉ cái vỏ thôi em ạ. Cháu nghĩ Phong là người chiến thắng á. Rồi ok nhá. 70 chúng ta... hơi dài, hơi rồi, to lắm. Hơi to. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đong luôn này. Đấy. Rồi các bạn ơi. Bây giờ xấp xỉ 34 thì là Phong, Phong là người chiến thắng này các bạn nhá. Biết ngay à. Ui lần này lần thắng thứ hai này. Lần thắng đầu tiên thì không bị chất kem. Lần thắng thứ hai đúng nước. Được ăn ủi rồi. Rồi, à, tôi mới mất thiêng à. Tôi hai vòng lên tiếp rồi các bạn ơi. Ngon đấy. Ngon. Gạo lốc thơm thật. Ừ. Uống không? Uống được em. Miếng ăn là miếng tồi tàn em ạ. Đi. Người ta bảo rồi, miếng ăn là miếng nhục đấy em ạ. Đưa thằng khám khảo uống cái nào. Rồi, tiếp đi. Rồi, tiếp theo đi. À. Ôi em phải thuộc còn vẫn uống à? Vẫn uống. Rồi em ơi, uống rồi vòng tiếp theo. Bây giờ đến cuối thì tôi dã toàn hình phạt hết này. Rồi. Thôi. Thôi các bạn ơi, bây giờ đến gần cuối video rồi. Mọi người, tôi nghĩ là bây giờ mọi người đang muốn thắng nhanh các bạn. Bây giờ tiếp tục là tôi sẽ tăng hình phạt đấy các bạn nhá. Đây là hình phạt là bột chiên giòn nhá. Đấy, ai mà ấy này chốt chát mặt và ai mà thua là sẽ chát lên mặt nhá. Và vật phẩm chúng ta cần đoán đó là một gói mì tôm. À, đế vương các bạn ơi. Đó. Khó khăn nhỉ. Rồi được rồi. Cái này thì nó cái bây giờ mọi người phải tính là nó sẽ nặng hơn cái tiếp kem đánh răng với là khoảng bao nhiêu. Rồi, cho biết rồi. Nó không đáng bao nhiêu đâu. Cân đong đo đếm đi. Vinh toàn trên quay bài các bạn. Nếu mà này mà đi thi đại học là bị đuổi đấy. Đuổi đấy, đuổi không phải phòng thi đấy các bạn. Đình chỉ thi. Ờ, mà ví dụ mà đi đi chiến tranh mà. Rồi, tất cả mọi người đều có đáp án rồi nhá. Rồi, tất cả giơ lên xem nào. Rồi. Đây. Của Côn là 80g, của Phong là 40g, của Vinh là 300 nhưng gạch thêm một số 0 đi các bạn. Thế là 30. Đấy, Vinh tẩy xóa bài không đẹp em ơi, trừ 1 điểm nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đoán nhá. À, sau đó chúng ta sẽ đến với đáp án chính xác này. Bao nhiêu? Như vậy là cái gói mì tôm này của chúng ta là 82g. Hơ, 80 này. Thế là Côn là chính xác nhất các bạn. Nhưng mà rất tiếc cái vòng này là hình phạt đấy, không được phần thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ xác định người xa nhất. Xa nhất. Xa nhất thì là của Vinh thôi. Vinh. Vinh em ơi, 30 gram rồi, em sai hết rồi. 40 rồi. 40 gần hơn rồi, em ơi, còn được định cái gì nữa. Cái được không? Có ban giám khảo công tư phân minh đấy. À, em ơi, em tự dốc qua tay không? Rửa mặt đi em ơi. Rửa mặt đi em ơi. Rồi. Mặt hết nhỉ? Rồi, ok, giảm đấy. Rồi. Đầy bụi các bạn này. Bụi thì gì nữa. Tiếp tục đi, còn phần thưởng gì không? Rồi, hết phần thưởng rồi các bạn ơi. Còn phần thưởng nhiều nhưng cuối này tôi sẽ tăng cái hình phạt các bạn. Thôi, phần thưởng đi. Rồi, nào, các bạn ơi. Tiếp tục là hình phạt đấy các bạn nhá. Đây là một củ hành. Của xe em. Nhưng mà vật phẩm cân là gì? Và vật phẩm cân chúng ta sẽ đoán một cái găng tay. Găng tay của De Gea. Găng tay là của De Gea chứ các bạn nhá. Đấy, đây là găng tay của bóng bóng chày à? Đúng rồi. Bóng đá luôn, găng tay của đầu cái bóng chơi. Rồi, tôi nghe theo Côn nhá. Nếu mà các bạn mà comment mà bảo ai rốt thì các bạn cứ comment vào Côn nhá. Côn bảo cái này là của đầu kia các bạn. Đấy, găng tay bóng bầu dục nhưng mà bóng chày của đầu kia nhá. Bây giờ chúng ta cùng đoán. Cái này chất liệu bằng da nhá các bạn nhá. Rồi, cho biết rồi, biết rồi. Biết rồi nhưng đoán là trúng em ạ. Cháu ra cắt chữ đấy. Ừ, ai mà đoán sai nhất là lần này ăn hành đấy. Cứ 300 nhiều. Rồi, đoán đi mọi người ơi. Cái này rồi nó... tôi lúc nào cũng có kết quả đầu tiên các cái bạn này thì nó theo như tính sự tính toán của tôi thì nó sẽ nặng khoảng gấp 2,5 cái gói mì tôm vừa nãy. Rồi mọi người cho đáp án thế nào. Của Côn là 380 căng thế. Của Phong là 650. Rồi, sai của nhất. Vinh là 600. Ô sao mọi người quay nhau quay bài sao nhỉ, các bạn giống nhau thế nhỉ. Cháu lúc nào là có lối đi riêng. Rồi ok nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cân này. Làm gì phải cân? Đúng rồi. 262 gram. Như vậy, người xa nhất
Đó chính là Phong. Là Phong rồi, Phong là 650. Tôi thắng nhiều quá nhưng mà mấy cái thắng này toàn là không được thưởng các bạn ạ. Chỉ mà không bị phạt thôi. Đấy thì các bạn ơi, qua cái hơn chục lần chơi thì tôi thắng quá trời rồi, không phải lại đếm biết tôi thắng rồi các bạn ạ. Vinh với Phong. Thôi bao giờ Phong ơi, bao giờ tổ chức trò này để cho bác Ngọt mới sáng vào đi để đấu với anh hiểu không? Anh chứ, mạnh quá. Chứ không anh đấu với mày với Vinh thì anh lại mạnh quá các bạn ạ. Mạnh quá nhưng mà bột vẫn chát vào mặt này các bạn ơi. Ăn đi. Ngọt này. Dài đấy. Rồi các ơi. Như vậy vừa rồi là Phong bị phạt à? Vừa cho ăn hành ấy. Rồi các ơi. Vừa rồi Phong lại là người bị phạt nhá. Ôi thế từ đầu giờ là ai mỗi người bị phạt mấy lần này? Côn bị mấy lần rồi? Cháu phạt lại đầu tiên. Lần đầu tiên. Phong bị mấy lần này? Một lần. Hai rồi. Đấu. Anh đã hai gì? Phạt lần nào? Phong thì cũng có ăn hành thôi. Ăn hành thôi. Ăn hành thôi em. Bỏ ba. Đấu. Em ơi, em hai. Một cái tỏi, một cái bột. Hai. Hình phạt thì nó cũng ngang nhau nhưng mà phần thưởng là ai đuổi được tôi các bạn hiểu không? Rồi. Rồi các bác ngoài là cần tiếp đi. Rồi đến vòng tiếp theo các bạn nhá. Bây giờ chúng ta đoán luôn trọng lượng của hai cái bánh này các bạn. Rồi, rồi phần thưởng là bánh đây luôn phải không? Đúng rồi. Rồi ok rồi. Rồi hiểu chưa? Bánh cút khát này là bánh Tivo. Rồi. Phần thưởng luôn hai cái này. Bạn đây. Cái gì cân này nhìn cân rồi. Cân là kêu mà nhìn thấy đâu mà kêu mà nhìn thấy. Tôi xong rồi các bạn. Nhà người xem có nhìn bài anh thế. Rồi. Được rồi. Thế tôi điền cái này vào. Em ơi coi thoải mái. Coi thoải mái. Rồi, mọi người cho đáp án đi. Của Côn là bao nhiêu kia? 409. 409 gram á? 409 gram thì phải tầm 4 cái này. Ôi giời ơi. Cái này là 250 à? 250 gần đúng đấy. Vinh là 20 gram thì em ăn hết ruột rồi thì mới còn 20 gram. 20 gram thì em chỉ là cái tờ giấy đấy thôi ạ. À? Rồi và người gần nhất đó là chính là Phong nhá. Nó bao nhiêu bác? Của em là... Cân nặng bao nhiêu? Cân nặng là 135 gram. Phong gần hơn. Phong thì gần nhất rồi. Gần nhất. Rồi chúc mừng em. Rồi. Rồi còn có Vinh thì nó ăn hết ruột rồi. Đấy chưa các bạn ơi. Đấy một lần tôi được 2 phần thưởng luôn anh Côn sao tuổi. Rồi. Thời tí ăn sau. Rồi. Rồi các bạn ơi, vòng cuối sẽ là vòng khó nhất các bạn nhá. Bởi vì vòng những cái vòng kia là mọi người chỉ đoán một vật thôi. Nhưng lần này sẽ là đoán cái cốc này. Và bên trong sẽ có nước. Đấy. Thì bây giờ mọi người sẽ phải đoán cái vật này. Đây vật này thì coi như là phần thưởng luôn nha các bạn nhá. Rồi. Cháu nhìn cháu biết rồi. Cháu đấm bấm tay không biết làm sao cái gì. Rồi tôi đã xong. Em ơi không nhìn được đâu. Hai thằng là tổ tệ biết rồi, vừa cái cốc đấy đã gần 200 rồi, mới thêm một đầy cốc nước, cái thằng này 200, thằng này 240, hai cái thằng này, rồi kết quả. Cũng không ai vượt được qua Côn các ạ. Tôi nói thế là đủ hiểu rồi hả? Hiểu chưa? Rồi. Trọng lượng của chúng ta là 562 gram. Như vậy là của Vinh là 300, của Phong là 240 thì cách xa quá các bạn. Chúc mừng Côn. Trong vừa tưởng cái này có 120 mấy nhỉ? 120 mấy, còn đây là ba cái cốc nước như thế này là được 1 lít rồi đó, em hiểu không? Rồi. Rồi các bạn ơi, tôi lại được phần thưởng nha. Rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là qua các vòng thi là anh Côn được phần thưởng nhiều nhất và đến là tôi. Còn Vinh thì được phần thưởng ít nhất, nhưng lại phản chịu nhiều nhất. Nhìn tội Vinh quá các bạn. Thôi video mình xin kết thúc tại đây nhé. Nếu bạn nào cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.